Không, không chịu mấy bạn. Để cho em coi, cho em coi. Coi. Mẹ kìa. Để cho em coi đi, đưa kẹo cho em, cho em ngồi coi đi. Anh bỏ dưới mông rồi. Không coi phải không? Coi đúng không? Mẹ kẹo kìa, kẹo nè. Kẹo nè. Kẹo chị giữ cho. Ê rồi rồi. Chị giữ cho, ngồi coi chị giữ cho. Anh em giống nhau ớt luôn. Ai là Thằng Tân. Ủa nó 5 tuổi mà răng đều ghê luôn nha, không bị sâu luôn. Má hư ăn sữa mà. Mà nó không bị hư, nhiều đứa nó bị ăn đó. Đi già tân. Trời anh em nói kìa. Đánh cái gì? Đó rồi. Đó này chưa hung dữ. Đây là chợ Ba Bần. Giờ hết muốn hôn Tân rồi, chú hôn mấy này thôi. Mấy tên đầy đủ là gì em? Cái gì dân? Trần Nguyễn Phương Vân. Trần Nguyễn Phương Vân. Trần Nguyễn Thanh Tân. Trần Nguyễn Thanh Tân, Trần Nguyễn Phương Vân. Dân Hy Vân. 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 Nó thấy dừa ngồi. Rủ em. Mấy nữa rủ em đi chơi. Rủ em đi chơi nha. Rủ em đi chơi qua nhà chị chơi. Nó sợ không chịu đi á. Nó chịu mà nó sợ mẹ không cho. Vậy nhà xin mẹ hán dân. Hán bây dân. Nó đầu vô xin mẹ kìa. Mẹ quỳ nghỉ chảy mà. Điểm hình này về cho mẹ cô coi. Cô bé mẹ của cô nè. Con điểm hình này về cho mẹ coi. Không. Điểm hình Tân về cho mẹ coi. Về mấy mẹ nha. Kêu anh Tân là con gái. Về mấy mẹ nha.